Sử Tư Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền dưới gốc cây tùng và tác phẩm có mã TDM0070 có kích thước cao 44, tạc kỷ cao 50, ngang là 54 và sâu là 26. Và tác phẩm hiện tại đang có giá bán bên em là 5.500.000 đồng cho tác phẩm này. Tạc Đạt Ma ngồi thiền là một trong những mẫu tượng khắc họa hình ảnh sư tổ Đạt Ma với vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt to, bộ râu rậm đang ở trong tư thế ngồi thiền, mang nhiều ý nghĩa trong việc trấn trạch, xua đuổi tà ma ngoại đạo và vận khí không tốt, giúp cho cuộc sống luôn được thuận lợi, gặp được nhiều điều tốt đẹp. Phật trưng bày tượng Đạt Ma ngồi thiền ở nơi làm việc sẽ tăng được sức mạnh, tầm ảnh hưởng, ngăn ngừa kẻ xấu đâm sau lưng và giúp cho công việc được thăng tiến. Ngoài ra thì mẫu tượng này các bác có thể nhìn thấy là có thể cắm được đèn LED nên là khi mà các bác tắt điện đi thì tác phẩm vẫn sáng bừng lên một cái hào quang rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen là một trong những chất liệu gỗ mà được rất là nhiều các đại gia săn đón bởi những cái ưu điểm mà không có loài gỗ nào có thể có được. Càng chơi thì càng đen bóng và màu sắc thì rất là sang trọng. Ngoài ra thì tác phẩm này còn thu hút được các luồng khí mới, mang đến may mắn và đã mang lại rất là nhiều những cái điều bình an cho gia chủ. Một tác phẩm tuyệt vời, các bác quan tâm thì có thể nhắn tin qua Zalo 034 605 9999. Cảm ơn các bác rất nhiều.